Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của teamviec365.vn. Mình là Phương Anh. Là những người thuộc giới siêu giàu, những vị tỷ phú có lối sống giản dị, thường không quan tâm số tiền mình kiếm được mỗi tháng hay tổng giá trị tài sản mà mình có là bao nhiêu. Thay vào đó, họ tận hưởng cuộc sống với những giá trị mà mình đã tạo ra. Và những vị tỷ phú này thường khiến cho giới truyền thông thất vọng khi không thể mò được những tin tức nào đặc biệt bởi vì lối sống quá giản dị của mình. Vậy, những tỷ phú có lối sống giản dị đó là những ai? Cùng tìm hiểu qua video dưới đây nhé! Nhiều năm liền là người đứng vị trí thứ nhất trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, hiện tại thì Bill Gates đã lùi xuống vị trí thứ tư trong danh sách. Mặc dù vậy thì khối tài sản của ông lớn phần mềm này vẫn đang tăng lên một cách khá nhanh. Sở hữu khối tài sản lên tới 120 tỷ USD, thế nhưng từ lâu Bill Gates đã được biết đến là một nhà giàu nhưng giản dị và tiết kiệm, không tiêu tiền một cách hoang phí cho dù rất nhiều tiền, sẵn sàng mặc cả khi có thể, sưu tập các loại thẻ giảm giá hay phiếu ưu đãi của những cửa hàng mà mình lui tới, mua giày khi cửa hàng đang trong chương trình khuyến mãi. Đó là những điều mà người ta sẽ thấy ở một vị tỷ phú hàng đầu thế giới, Bill Gates. Ngoài ra, theo chia sẻ của vợ chính là bà Melinda, thì vị tỷ phú công nghệ của chúng ta rất sẵn lòng cho việc rửa bát vào mỗi buổi tối hay đi bộ tới siêu thị và coi đó như là một hình thức vận động nhẹ nhàng. Và với khối tài sản của mình, thì Bill Gates cùng với vợ thường xuyên có các hoạt động từ thiện thông qua quỹ Bill and Melinda Gates. Ngay dưới tỷ phú Bill Gates chính là tỷ phú trẻ tuổi Mark Zuckerberg với vị trí thứ 5, là nhà sáng lập đồng thời là giám đốc điều hành và chủ tịch của Facebook, một trong những mạng xã hội có số lượng người dùng nhiều nhất trên thế giới. Thế nhưng vị CEO trẻ tuổi này lại có lối sống hết sức giản dị. Mark Zuckerberg thường xuất hiện trước giới truyền thông và công chúng với hình ảnh một chàng trai trẻ mặc quần jean, áo phông và đi giày thể thao, không phải là những bộ vest của các thương hiệu nổi tiếng. CEO của Facebook luôn giản dị và gần gũi với hình ảnh trẻ trung và như những thiếu niên tầm tuổi và có thu nhập bình thường. Chiếc xe mà Mark Zuckerberg sử dụng cũng hết sức bình thường với thương hiệu là Acura có trị giá là 30.000 USD. Nổi lên như một hiện tượng về công nghệ, Mark Zuckerberg tham gia vào hàng ngũ các vị tỷ phú khi ở độ tuổi còn rất trẻ và sánh vai với những tên tuổi lão luyện. Mặc dù vậy, vị tỷ phú của chúng ta lại có một lối sống hết sức giản dị. Vào năm 2015, với việc trở thành tỷ phú ở độ tuổi 32, CEO của Facebook đã quyết định dành 99% tổng giá trị tài sản của mình để làm từ thiện trong suốt phần cuộc đời còn lại. Luôn có mặt trong danh sách giới siêu giàu, tỷ phú Warren Buffett không chỉ được biết đến là một ông trùm của lĩnh vực chứng khoán mà còn nổi tiếng vì sự tiết kiệm không ngờ ở một người siêu giàu. Minh chứng rõ nhất chính là căn nhà với 3 phòng ngủ mà ông đang sinh sống được mua từ năm 1958 với giá trị là 31.500 USD. Con số mà tỷ phú Warren Buffett có thể kiếm ra chỉ với 2 phút mà thôi. Với vị tỷ phú này, việc mua một ngôi dinh thự chỉ đơn giản là vì mình giàu thì thực sự là không cần thiết và khá lãng phí. Trong khi đó, với số tiền ấy, thực hiện các khoản đầu tư sẽ giúp bạn đem lại các giá trị lớn hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, Warren Buffett cũng không đi máy bay riêng hay dùng khoang thương gia. Ông cũng không thuê vệ sĩ hay người lái xe. Mọi thứ với Warren đều là do chính ông thực hiện và giống như những người bình thường khác. Quan điểm của Warren Buffett chính là đừng mua quá những gì bạn thực sự cần và khuyến khích con cái bạn hành động và suy nghĩ tương tự như vậy. Không chỉ có lối sống giản dị và tiết kiệm, tỷ phú Warren Buffett còn được biết đến là một nhà hoạt động thiện nguyện rất tích cực và ông đã dành 99% tài sản của mình để thực hiện hoạt động ý nghĩa này. Ông chủ cũng như là nhà sáng lập nên Zara, thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, tỷ phú Amancio Ortega chưa bao giờ vắng mặt trong danh sách những người giàu trên toàn cầu. Làm trong ngành thời trang, thế nhưng trang phục mà vị tỷ phú 85 tuổi này lựa chọn cho mình lại hết sức đơn giản và quen thuộc với bất cứ ai. Một chiếc quần tây màu xám kết hợp với một chiếc sơ mi trắng và áo khoác ngoài màu xanh đậm. Đó là hình ảnh mà mọi người có thể dễ dàng bắt gặp ở Ortega.
Sở hữu khối tài sản kếch xù, thế nhưng tỷ phú Amancio lại có một cuộc sống đời tư khá kín tiếng và không hề phô trương. Thói quen của ông chính là việc đi bộ tới quán cà phê gần nhà để thưởng thức một cốc cà phê bình dân. Các bữa trưa cũng ăn tại căng tin cùng với những nhân viên của mình tại trụ sở của Rara. Tỷ phú Carl Slim Heru đã rất nhiều lần vượt mặt tỷ phú Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới. Hiện tại đã lùi xuống vị trí thứ 16, thế nhưng ông vẫn là một trong những nhà tài phiệt có giá trị tài sản và sức ảnh hưởng lớn trên thế giới hiện nay. Điều mà công chúng ấn tượng ở vị tỷ phú người Mexico này chính là sự giản dị và tiết kiệm của ông, chứ không phải bởi khối tài sản mà ông nắm giữ. Carlos chỉ có duy nhất một căn nhà với 6 phòng ngủ ở Mexico, đó là nơi mà ông cùng với gia đình của mình sinh sống trong suốt hơn 40 năm qua. Ông không bao giờ tốn tiền cho những món đồ hiệu cũng như tiết kiệm trong cả những chi tiêu hàng ngày. Phòng làm việc của vị tỷ phú người Mexico này cũng hết sức đơn giản và quá mức bình thường, không khác gì các nhân viên khác. Nguyên tắc mà ông luôn tôn thờ đó chính là hãy loại bỏ những sự dư thừa ngay cả trong những lúc dễ dàng nhất của cuộc đời, vì điều này sẽ giúp chúng ta ổn định hơn trong những giai đoạn gặp khó khăn lớn nhất. Là con trai út của nhà sáng lập lên Walmart, Sam Walton, tỷ phú Jim Walton không đơn giản chỉ là điều hành Walmart mà còn là người sáng lập nên Arvest Bank và công ty xuất bản là Community. Giàu có thế nhưng vị tỷ phú 72 tuổi vẫn thường xuyên đi làm trên chiếc xe tải cũ kỹ có tuổi đời lên tới 15 năm của một hãng xe hết sức bình dân. Và quan điểm của tỷ phú Jim Walton chính là khi tư tưởng đủ lạc quan để tin rằng mình đang sở hữu một gia tài thì những chiếc xe hạng sang kia sẽ chỉ là một màn minh họa mà thôi. Không chỉ được biết đến là một nhà sáng lập nên một công ty truyền thông về các tin tức trong giới tài chính cũng như các dịch vụ thông tin, mà ông còn từng giữ chức thị trưởng của thành phố New York hoa lệ. Tuy nhiên, với vai trò thị trưởng thì mức lương mà ông nhận được là 1 USD trên một năm. Đây thực sự là một con số khó tin với một vị tỷ phú như Bloomberg. Mặc dù giàu có, thế nhưng trong 10 năm qua, tỷ phú Bloomberg chỉ sở hữu duy nhất 2 đôi giày để thay đổi. Với vị tỷ phú đồng thời là vị chính trị gia này, thì việc tiêu xài hoang phí cho những mục đích không cần thiết là điều không nên. Ông thường xuyên dành dụm tiền để có thể thực hiện được những mục đích và cho những việc tạo nên những giá trị nhiều hơn. Tỷ phú Ivan Kampas được biết đến là một trong những tỷ phú doanh nhân tài năng nhất của Bắc Âu, là người sáng lập nên thương hiệu IKEA, một trong những thương hiệu đồ nội thất nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Ông đã đưa đứa con tinh thần của mình phát triển một cách vượt bậc với sự xuất hiện của hơn 200 cửa hàng tại hơn 32 quốc gia trên thế giới. Tỷ phú Kampas đã qua đời vào năm 2018. Tuy nhiên, lúc còn sống, vị đại gia đồ gỗ này đã rất được công chúng yêu mến khi có lối sống hết sức giản dị. Đi làm với chiếc xe Volvo khá xoàng xĩnh, sử dụng vé máy bay hạng phổ thông và thường xuyên mua các loại sản phẩm giảm giá. Không những vậy, trong những lần tranh thủ về quê của mình, vị tỷ phú này lại đến các tiệm cắt tóc ở ngay trong làng để có thể trải nghiệm dịch vụ với giá là 5 euro. Đó chính là phong cách sống cũng như cuộc sống của tỷ phú Kampas mà mọi người vẫn thường thấy. Ở trong cuốn hồi ký của mình, ông đã viết: "Chúng tôi không cần những chiếc xe hơi lộng lẫy, những trang phục đắt tiền hay những chức danh ấn tượng. Chúng tôi dựa vào sức mạnh và ý chí của chính chúng tôi." Nổi tiếng với vai trò là một nhà đầu tư có tiếng của Hồng Kông, tỷ phú Lý Gia Thành còn là một nhà từ thiện lớn với cuộc sống hết sức giản dị. Vị tỷ phú người Hồng Kông này có một lối sống hết sức đơn giản. Ông thường đi những đôi giày màu đen quen thuộc, cùng với đó là những chiếc đồng hồ Seiko kinh điển. Và ông cũng thẳng thắn chia sẻ rằng, khi bắt đầu một cuộc sống mới, hãy chủ trương cho mình một cách sống ít. Điều này sẽ giúp bạn thích nghi với một lối sống không phô trương và phù hợp. Mặc dù không là top 100 tỷ phú của thế giới, thế nhưng tỷ phú Arjun Premji từng được mệnh danh là sao hoàng công nghệ thông tin của Ấn Độ. Không chỉ là một nhà sáng lập nên Wipro, vị tỷ phú 75 tuổi người Ấn này còn được biết đến với vai trò là một nhà từ thiện với việc trao tặng nửa tài sản của mình thông qua việc ký The Giving Pledge.
Ở trong độ tuổi của mình, vị tỷ phú này vẫn thường xuyên di chuyển trên chiếc xe ba bánh khi đi từ sân bay trở về nhà. Hạng vé mà ông lựa chọn cũng là hạng vé phổ thông và chiếc xe hơi sử dụng cũng là chiếc xe hơi cũ kỹ. Là người đứng đầu của WePro, tỷ phú Premi thường xuyên nêu gương cũng như nhắc nhở nhân viên của mình trong việc tiết kiệm giấy vệ sinh, tiết kiệm điện hay tiết kiệm nước, bởi điều này không chỉ là cho người khác mà cho chính bản thân của mỗi chúng ta. Trên đây chính là top 10 những vị tỷ phú có khối tài sản cách xù thế nhưng lại có lối sống hết sức giản dị, và sự giản dị của họ xuất phát từ chính tư tưởng cho tới hành động. Và hy vọng rằng video này đã đem đến những thông tin hữu ích nhất dành cho các bạn. Nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy ấn like, share và subscribe kênh YouTube của tìmviệc365.vn nhé.